Bây giờ là bài 96, tương với phần 8 bài 29 quyển 2. Đầu tiên là từ nghe thấy. Thiên diện. Thiên. Thiên. Diện. Diện. Thiên diện. Thiên diện. Trong đó từ diện ở đây cũng là bổ ngữ kết quả của từ thiên. Mình nghe thấy rồi. 我听见了。我听见了。 Thì nghe thấy. 就听见。就听见。 Anna. 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 Anna là ai? Anna là ai? Anna là ai? Thì nghe thấy Anna. Chiều thính diện Anna. Chiều thính diện Anna. Bây giờ là từ ngoài cửa. Mấn ngoài. Mấn. Mấn. Ngoài. Ngoài. Mấn ngoài. Mấn ngoài. Ở ngoài cửa, ở ngoài cổng. Zài mấn ngoài. Zài mấn ngoài. Ở ngoài cửa gọi bọn mình. Zài mấn ngoài chào bọn mình. Zài mấn ngoài chào bọn mình. Thì đã nghe thấy Anna ở ngoài cửa gọi chúng tôi. Chiều thính diện Anna zài mấn ngoài chào bọn mình. Chiều thính diện Anna zài mấn ngoài chào bọn mình. Chúng tôi còn chưa luyện tập xong. 我们还没练习完. 我们还没练习完. Thì đã nghe thấy Anna ở ngoài cửa gọi chúng tôi. 就听见安娜在门外叫我们. Chiều thính diện Anna zài mấn ngoài chào bọn mình. Tôi mở cửa hỏi bạn ấy. Tôi đã khai mấn vẩn tha. Việc gì? Với nghĩa có việc gì không? Sấm mơ sở. Buổi tối lễ đường có phim điện ảnh, các bạn xem không? 晚上礼堂有电影，你们看吗？ Phim gì? 什么电影? Là một cái phim mới. 是个新电影. 是个新电影. Không biết đây là gì. 不知道叫什么名字. Điền Phương nói phim này cực hay. Tiến Phương nói phim này điện ảnh phi thường hảo. Bây giờ là từ đọc, nói chung chung, thường dùng để chỉ đọc hiểu. Tú. Tú. Từ này đã học trong môn đọc hiểu. Yue du ke. Từ này thường dùng để chỉ đọc hiểu, học,
có thể chỉ đọc ra tiếng, có thể không. Còn niển là phải đọc ra tiếng. Khản là xem bằng mắt. Đọc hiểu bài khóa. Tú khở vấn. Tú khở vấn. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ quen, thuộc. Sú. Sú. Không quen. Bù sú. Bù sú. Tôi với anh ấy không quen. Tôi cùng anh ấy không quen. Wo gen ta bu shu. Wo gen ta bu shu. Không quen lắm, không thuộc lắm. Bu tai shu. Bu tai shu. Đọc không thuộc lắm. Tú đờ bu tai shu. Tú đờ bu tai shu. Bài khóa cũng đọc không thuộc lắm. Khở vấn dễ tú đờ bú thải sú. Khở vấn dễ tú đờ bú thải sú. Bây giờ hãy nói, muốn xem. Chẳng khản. Nhưng mà mình bài tập về nhà hôm nay còn chưa làm xong đâu. Tại sự của chính thiên là sùa yê hay mấy sùa hoán nè. Tại sự của chính thiên là sùa yê hay mấy sùa hoán nè. Bài khóa cũng đọc không thuộc lắm. Khờ vấn dễ tú đờ bú thải sú. Khờ vấn dễ tú đờ bú thải sú. Lại làm, hãy làm, hãy làm tiếp. Chỉ sau khi làm một cái gì đó rồi hãy làm cái khác. Giải rủa. Giải. Rủa. Giải rủa. Ăn cơm xong rồi hãy làm tiếp. Chư oán phản giải rủa. Chư oán phản giải rủa. Xem xong phim hãy làm. Khải hoán điện hình giải rủa. Khải hoán điện hình giải rủa. Xem xong phim lại làm đi vậy. Khải hoán điện hình giải rủa bà. Khải hoán điện hình giải rủa bà. Anna nói. Anna xua. Mình cũng chưa làm xong đây. Wo ye mei zuo wan ne. Xem xong phim rồi hay làm đi. Kan wan dian ying zai zuo ba. Kan wan dian ying zai zuo ba. Nói xong thì ba chúng tôi đi đến lễ đường xem phim rồi. Sau hoàn, wo men san ge jiu qu li tang kan dian ying le. Sau hoàn, wo men san ge jiu qu li tang kan dian ying le. Chúng tôi xem đến 9 giờ mới xem xong. 我们看到9点才看完. 9 giờ rưỡi tôi mới bắt đầu làm bài tập. 9点半我才开始做作业. Làm xong bài tập đã 10 rưỡi rồi. 做完作业已经10点半了.
Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rút tiền. Chủy chén. Cửa hàng. Sang tiền. Lái xe đi cũng được, chỉ xe máy, xe đạp. Chí chơ chủy yề xính. Đi máy bay hay là tàu hỏa? Sổ phây chi hay sử hỏa chơ? Lại thử thêm một chút. Xe sử sử. Tắm. Xí dạo. Cứ đi thẳng về phía đông. Y chứ hoàng tung dầu. Người lái xe taxi. Chu du chưa sư chi. Khó chịu, không thoải mái. Bù su phủ. Bằng lòng đi không, đồng ý đi không? Yuan yi qu ma? Lưu loát trôi chảy. Liếu lỉ. Loại vận động gì? Sở mê yuan tổng. Điện thoại kêu rồi. Điện thoại xiang lọ. Tỷ số mấy mấy? Chỉ bí chỉ. Alo. Uấy. Bụng đau kinh khủng. Tủ tử thắng đớ lì khải. Lại kiểm tra cho anh một chút sau. Giải kế ní kiểm tra kiểm tra. Tiêm cho anh một mũi. Cái ní tái ỉ chân. Cho nên buồn. Số ỉ nán của. Lần trước. Sàng tử. Không vừa ý lắm. Bố thải mái ỉ. Lại dẫn anh đi xem thêm. Giải tải nín truy khẳng. Vợ, thê tử. Chi tử. Vội vàng về. Hoàng khuấy cản. Nếu mà không vừa ý. Yào sử bù mãn ý. Tiền thuê phòng. Phán du. Đắt vậy. Trở mà quẩy. Thành tích sẽ không quá tốt. Trấn chỉ bù huệ thải hảo. Đã không nhìn thấy. Mấy khản chuyện. Cha một từ. Trái cửa chứ. Viết thành cái này rồi. Xia chẳng chê gờ lọ. Mới xem đến trang 30. Xái khản tạo 30 ye. Là muốn cười. Chiều sáng xảo. Đọc câu chuyện. Ý chỉ đọc ra tiếng. Nhìn cụ sử. Đáp đúng rồi. Tá tuổi lọ. Mấy vấn đề. Chỉ cứ vấn thí. Biện pháp tốt. Khó bản phá. Khép sách lại, gấp sách lại. Hứa sảng su. Nghe thấy Anna ở ngoài cửa gọi chúng tôi. Thính
见安娜在门外叫我们。Xem xong phim rồi hãy làm. Xem xong phim rồi làm sau. 看完电影再做。Đọc không thuộc lắm. Chỉ đọc bài khóa. 读得不太熟。